Lời đầu tiên, cho cháu Lực xin được mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả các khán giả đang theo dõi trên kênh Bạn Em. Thì cái thước phim hôm nay thì cháu Lực sẽ không có lên chia sẻ những cái hoàn cảnh mà cháu Lực lên chia sẻ với cô bác, mà cái thước phim hôm nay thì cháu Lực muốn là ghi hình lại một chút cái đám cưới và một số điều tục lệ ở trên vùng cao này cô bác. Thì hôm nay thì cháu Lực sẽ đi đám cưới vào là dân tộc Nông của bác. Tại hôm nay thì hai anh em đi qua thì có đi tạt vào luôn, xong là cũng sẽ ghi hình lại cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng nắm gió về những cái bản sắc văn hóa dân tộc ở trên vùng cao của bác. Hay còn bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị cùng theo dõi hết video ạ. Hay cái ngôi nhà mà hôm nay cháu Lực đi vào cưới của bác là cái ngôi nhà ở đằng sau, cái ngôi nhà bên kia của bác ạ. Hay ở đây thì hoàn toàn cái chỗ khu này thì là hoàn toàn đều là người đồng bào dân tộc Nùng cả thôi cô bác. Còn đi ra tít tận kia thì mới có người trên người Kinh này. Ôi này chưa phát ở này tầm á. Thế phát ở này. À, cái lá này này cô bác này, cái lá này là cái lá của hạt dổi cô bác. Cái lá này bây giờ mình hái về xong mình làm gia vị chấm thì nó cũng rất là thơm cô bác. Đấy, chỉ cần bỏ ra là mình vo vo cái là nó đã ngửi được thấy rồi. Đấy, từ xa xa thì cháu Lực nhìn thấy là có rất là nhiều các anh thanh niên là đang chuẩn bị để một cái đám cưới cô bác. Có vẻ như là rất là yên tĩnh cô bác. Vừa rồi thì cháu Lực cũng nghe thấy tiếng nhạc nhưng mà do là có khi là bây giờ muộn rồi, thành ra là các anh tắt. Hiện tại thì bây giờ đã được 9 hiện tại thì bây giờ đã 9 giờ sáng rồi cô bác, cho nên là các thanh niên thì đang chuẩn bị cùng gia đình để làm một cái đám cưới cô bác, chuẩn bị những thức ăn này cô bác này. Ôi thanh niên Cường, đây là chủ nhà đây là em ở đây chơi em trai đúng không? Đúng rồi. Thế chú rể đâu rồi? Chú rể đang ngủ trên nhà ấy. Chú rể vẫn đang ngủ à? Say rượu ngủ. Chú rể thì hôm qua động phòng lâu quá. Chắc là động phòng vui quá chén thành ra là bây giờ vẫn còn đang ngủ mà. Hiện tại là 9 giờ rồi. Hôm nay thì gồm có bao nhiêu món? Đây gồm 10 món anh. Gồm 10 món à? Cái món này này cô bác này, món này là cái đậu tương này cô bác. Đậu tương ở trên vùng cao thì mùa này trồng mùa này thì đang là mùa thu hoạch của bà con rồi. Cháu được xin phép vào test thử chút nữa. Rất là ngon, được xào lên hòa quyện với những cái gia vị này, xong cộng thêm một chút hành lá này thì rất là thơm cô bác. Đây là dùng để làm canh à hay là để vớt ra bên này thôi? Đây thì dùng để vớt ra bên kia đó. Vớt ra bên kia à? Thế thì hôm nay nhà mình thì sẽ làm tầm bao nhiêu mâm? Tầm 50 mâm anh. 50 mâm à? Vâng. Ôi 50 mâm thì cũng khá là nhiều trên vùng cao rồi các bác. Thế có căng dạp hay gì không? Không anh. Không à? Ở nhà gần thì gần nhau thì không căng dạp. À là mình sẽ bày mâm ra bên nhà các chú ở bên kia đúng không? Đúng rồi. Thế thì hôm nay thì nhà mình sẽ gồm những cái món gì? Đây để em đưa anh đi xem. Thế hôm nay nhà mình thì gồm những cái món nào chính? Món này thì là thịt nạc nước. À, thịt đây là thịt quay đúng không? Đúng rồi, thịt quay. Rồi, đây là một món rồi, còn đậu tương. Đậu tương kia là một món nữa. Là hai món anh. Đây là... Còn đây là dạ dày à? Dạ dày lòng bò đúng không anh? Lòng bò cộng với lại dạ dày, xong là thêm một chút dứa, thêm một chút cà chua nữa. Vâng. Còn sang bên kia này hôm nay tổng nhà mình là làm bao nhiêu món? 10 món anh. 10 món à? Vâng. 10 món này có vẻ là vừa mới lấy ra này cô bác này. À còn rất là nóng hổi cô bác, nhìn nhìn rất là thơm và rất là ngon cô bác. Chỉ cần nhìn thôi là đã cảm nhận là cái vị thơm ngon của mình rồi, nó rồi. Và một tí nữa thì sẽ cảm nhận vào thì nó sẽ còn đặc biệt hơn là bao nhiêu. Hôm nay là ngày cưới chính rồi đúng không? Đúng rồi anh ạ. À thì hôm qua là đi đón dâu rồi đúng không? Đúng rồi.
Thế nhà mình thì toàn là dùng để vào cái bát này à? Không anh, bát với lại âu thôi. Cái bát này thì phải nói là từ cũng khá là lâu rồi các bác. Bây giờ thì bà con ở trên vùng cao thì vẫn còn tận dụng lại, dùng lại những cái bát này để san sẻ những thức ăn ra. Ở bên này thì chả này thì nhà mình tự làm hay là đặt ở đâu về? Đặt em đặt huyện về anh. Đặt ở huyện về à? Ừ, thế này thế là một cân thì người ta sẽ bán được bao nhiêu tiền? Thì em cũng biết ở đây em thì đặt ấy thôi. Thế là tổng một cái đám cưới của mình phải chi là rơi vào tầm bao nhiêu tiền? Tầm 40 ạ. Tầm 40 à? Thế là 40 là nguyên của nhà mình thôi hay là có phải đi ra nhà gái nữa không? Không, nguyên của nhà mình ngay. Nguyên của nhà mình à? Đúng rồi. Thế như sinh lễ thì mình mang đi nhà gái thì mình sẽ cần những cái gì? Thì mình chỉ cần con lợn với lại tiền anh. Lợn với tiền à? Vâng. Con nó đẹp, nó lấy đắt lắm. Đấy, có vẻ như là hôm nay gia đình rất là vui này các bác này. Khi mà gia đình mình chào đón thêm một cái thành viên mới nữa. Đấy, rất là vui. Đấy, một tí nữa thì cháu Lực sẽ bật mí cho các bác là chú rể thì có phải là bạn của cháu Lực không? Ôi, còn đây là những cái bộ truyền thống dân tộc Nùng à? Ô, bạn gái, cho anh hỏi đi. Cho anh hỏi một tí. Có vẻ là khá là ngại các bác. Thì có khi là một tí nữa vài ba chén rượu vào thì lúc đấy thì mới hết ngại được các bác ạ. 17 bát nữa. Ê, trên này thì hôm nay là ở đây thì mình thuê bếp làm hay là người ta gia hộ gia đình mình? Người ta gia hộ anh. À, là bà con anh em họ hàng là gia hộ đúng không? Đúng rồi anh ạ. Đấy, còn anh có thể đi vào trong nhà một chút được không? Được anh. Rồi. Đi, phải thân bạn. Đấy, ở đây thì sẽ là bàn ngồi uống nước với lại ngồi thuốc lào để cho các chú các anh lúc mà làm mệt mỏi rồi thì nghỉ uống một chén nước với lại hút thêm một bi thuốc lào các bác. Ở trên vùng cao này thì hầu như là các chú thì đều hút thuốc lào cả các bác. Ồ, ở đây thì có các anh thì đang đạo diễn thêm món dưa đúng không anh? Dưa này thì của nhà mình trồng được hay là mình đi mua về anh? Mua à? Ồ, em tưởng là cái gì cũng cây nhà lá vườn hết chứ cô bác. Đấy, phải nói là dưa này cô bác này thì phải đi tận dưới huyện mua thì mới có được. Cho em mà thử miếng được không? Cái này có thể thử được mà anh. Em ăn cả quả. Dưa này cũng khá là ngọt đấy cô bác ạ. Đấy, cái vỏ nó thì cái vỏ nó thì hơi dày một chút cô bác, nhưng mà bù lại thì rất là ngon. Cái sản lượng của mình mua nhiều, nếu mà mình mua về hỏng thì nó là bỏ đi hết luôn. Rồi, các anh làm nhá, để em xin miếng dưa nhá. Ôi, đây thì không biết là đang có một cái tục lệ gì nữa các bác ạ. Ôi, chị khâu thế còn mà tà má. Chị khâu thế còn mà tà má. Hà Lan quay phim ấy hả? Hả? Ồ, đấy luôn, rồi ra luôn. Bây giờ thì như này thì đang làm cái gì? Như kiểu xem quần áo mới anh. Xem quần áo mới à? Đúng rồi anh ạ. Là nhưng mà ở đây thì nhà gia đình mình làm hay là bên nhà gái người ta làm cho? Đây là bên nhà gái làm cho anh. À, bên nhà gái mang về là có cả khăn mặt này, có cả khăn đội đầu với lại có cả thêm áo nữa. Bố đang tờ hùng. Bố. Anh ở đây thì bây giờ là sẽ làm hai mâm trước các bác, hai mâm để ngồi ăn với ngồi uống với nhau để hình như là xem quần áo mới bên nhà gái mà đưa cho các bác. Ở phần phía bên kia là nhà gái à? Phần bên kia là của bách không, kia là nhà gái đưa cho anh. Bên đây. Nào mà lúc nhăng nêu cái đấy, hợp à? Nào nó chẳng hả? Hôm nay thì có vẻ như là các cô đều mặc cho mình những cái bộ quần áo rất là mới cô bác. Những cái bộ quần áo như này thì phải nói là cực kỳ mà tốn công thì mới làm được cô bác. Ở trên mình thì đeo thêm một chút bạc nữa. Đấy, trên này thì có vẻ như là đeo rất là nhiều cái nhấn này cô bác này, đeo rất là nhiều cái nhấn. Còn đây là những cái miếng bạc này. Đấy, ở trên đầu này cô bác này thì là sẽ dùng bạc để che hết cái phần tóc của mình đi. Này, ở bên kia là mẹ đúng không? Đúng rồi, mẹ đang chia xem khăn này. Là mình chia cho các cô các bác đúng không? Đúng rồi anh ạ. Nhưng mà các bác ở đây là các bác thân cận của nhà mình hay là toàn đây là toàn họ hàng nhà anh ạ. À, là họ hàng nhà mình thì mới được chia à? Vâng. Ồ.
Như ở đây thì sao lại ăn cơm trước rồi? Kiểu ăn bắt đầu À kia là bố đúng không? Đây là bố. À, đây là bố đúng không? Vâng. Chú rể thì vẫn đang ngủ đây à? Vâng, chú rể đang ngủ. Ồ, có vẻ như là chú rể của bác hôm qua thì chắc là quá chén hay là động phòng cái gì đấy thì cháu Lực cũng không có biết, cho nên là bây giờ hiện tại là vẫn còn đang ngủ. Ở đây thì các cô đang chia những quần áo mà những cái khăn mà bên nhà gái mang cho, thì bây giờ cháu Lực sẽ di chuyển ra mâm của các bác. Ở đây là những các bác vị trưởng bối đúng không? Vâng, đúng rồi. Ồ, bố. Làm quay phim không? Thật thế, làm quay phim không? Ở đây là các bác là các vị trưởng bối rồi đúng không? Mới được ngồi ăn trước đúng không? Vâng. Mới là phong tập tập quán người nùng là vâng. Ai mâm là làm lễ trước. Nhưng mà xem quần áo bên nhà ấy lại cho. Thế nhưng mà cho cháu hỏi thì bây giờ thì mình đang làm cái lễ gọi là cái lễ gì? Quần lễ là xem quần áo mới. Xem quần áo mới à? Xem quần áo mới là bên nhà gái cho làm bên... cho. Thế thì nhà gái nhà trai mình sang bên kia thì cũng phải là làm như vậy à bác? Không có. Không có à? Chỉ bên nhà gái thôi đúng không? Bên nhà gái làm cho bên nhà trai. Đấy. Thế cháu cảm ơn nhá. Đấy, ở đây thì các vị trưởng bối của bác đang chia những cái khăn mặt này, những cái áo này là bên nhà gái người ta may cho. Ôi bên này thì có vẻ như phòng tân hôn à? Tí nữa đến giờ là bắt đầu để đặt mâm lên. Tí là mình mâm cơm này đúng không? Đúng rồi. Còn như cái đồ này là mình tự mua hay là dạng nhà gái người ta mang cho? Cái này là bên nhà gái cho anh. Bên nhà gái mang cho à? Vâng. Thế mỗi lúc từ nhà gái sang thì mình được những cái đồ gì sang cái lễ? Cái tủ với lại hai cái hòm. Cái hòm mà loại nó to to bằng này anh. Là như kiểu là mình là cái két đúng không? Đúng rồi anh. Hôm nay thì có vẻ là gia đình rất là vui cô bác khi mà chuẩn bị đón thêm một thành viên mới ở trong gia đình mình. Hay còn bây giờ thì cháu Lực sẽ đi ra bên ngoài là xem các chú nấu cơm. Xong là một tí nữa cháu Lực sẽ hộ là anh một tí nữa cháu Lực sẽ hộ gia đình luôn cô bác. Tại vì là hồi nhỏ cháu Lực cũng hay lên gia đình này vần mí với cô bác là thế. Đây là bố đúng không? Ui, hát khó chứ không? Hôm nay thì có vẻ là chú rất là vui rồi. Đấy, khi mà gia đình mình chuẩn bị đón thêm thêm một thành viên mới. Hôm nay thì cảm xúc thế nào khi sắp được lên chức ông nội? Rất vui. Hôm nay có vẻ như là các chú lần đầu tiên mà tiếp xúc với máy quay của bác, thành ra là hơi ngại một chút. Chú hút thuốc đi nhá, cháu đi xuống cái kia một chút. Sau một cái quãng thời gian thì bây giờ cũng chuẩn bị là đủ 10 món rồi các bác. Nhìn trông rất là hấp dẫn các bác này.
Đấy, một tí nữa thì đi vào trong mâm thì có những cái món gì thì cháu được xé tiếp tục ghi hình lại cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị là cùng xem các bác. Đấy, ở đây thì hôm nay là các anh đều là mặc chuyên mình những cái bộ quần áo mà dân tộc Nùng cả các bác. Áo này thì ai làm cho anh? Cái này nói chung vợ làm cho. Vợ làm cho à? Ờ, vợ làm cho thì cho em thử một tí được không? Ok. Cho em thử một tí được không? Được. Thế em xin phép bỏ áo của Cúc anh nhá. Ok. Đấy, để mà làm ra được một cái bộ mà như này các bác thì phải nói là tốn rất là nhiều công này. Anh thì có biết vợ mình làm bao nhiêu ngày thì xong? Nói chung có thời gian thì có thể một ngày nguyên khâu là một ngày á. Ủa, cái áo này là một ngày là nguyên may này các bác này. Ở đây thì thấy là chị nhà của anh ấy may những cái nét đường mà kim chỉ thì cũng rất là đẹp này các bác này, rất là tỉ mỉ, may rất là song song với nhau. Này Pi ơi, bây giờ thì cháu được xin phép là thử một chút. Em xin phép anh thử một tí nha nhá. Cũng có vẻ là da dáng chú tí anh dân tộc với cô bác nhỉ. Hầu như là cháu được nhìn thấy là còn có thêm một cái quần đúng không bác? Còn có thêm một quần nữa, nhưng mà cái quần này thì chú rể mặc đúng không? Từ từ xưa rồi. Hay bây giờ thì chỉ có mỗi ông là mặc thôi cô bác này. Đấy. Đấy. Bây giờ chỉ còn mỗi ông là mặc thôi. Hầu như là thanh niên bây giờ chỉ có mặc những mặc áo thôi cô bác. Cũng có vẻ là ôi vừa em đấy anh nhở? Vừa em đấy anh Vinh nhở? Vừa em đấy nhở? Anh cũng giới thiệu với cô bác luôn. Đây là cái anh mà nhận xây cái công trình của nhà ba ông cháu cô bác. Đấy, trong thời gian tới thì anh em mình lại gắn kết với nhau thêm thời gian đấy nhở? Thế thôi. Hôm nay thì cũng đi xuống đây gặp anh. Anh thì anh em họ hàng gì với lại nhà chú rể không? Anh làm gọi là người trong làng, vừa là hôm qua đi đón rau. À, qua đi đón rau à? Đấy, vừa rồi thì có vẻ như áo cũng rất là vừa em anh ạ. Cái này thì có kỷ lại được không anh? Có. Nhưng hôm nay là không được rồi đúng không? Đây. Đấy, nói trêu các bác một tí thôi. Ở nhà cháu Lực thì bố mẹ cháu Lực cũng may cho một cái bộ như này các bác này. Có cả quần nữa. Ở đây thì chị nhà của anh là may thêm những cái mảnh vải này các bác này. Trong những cái nét kim chỉ mà chị may ấy, thì rất là vừa, rất là đẹp các bác này. Rất là song song với nhau. Như kiểu là đã là một thợ may sao? Chị có phải là thợ may không anh? Không phải đâu à? Em nghĩ nhá. Đấy, bây giờ thì sẽ là chuẩn bị bày mâm các bác. Khéo không? Bây giờ thì khách thì cũng gần đến rồi các bác. Vừa nãy cháu Lực mới đi vào thì còn ít người. Đấy, bây giờ thì cũng có khá là nhiều những cái vị quan khách mà lặn lội từ rất là xa các bác ạ. Có những vị khách thì nó phải rơi vào tầm là hơn 100 cây các bác. Nếu mà anh em trong họ hàng nhà mình thì đều phải gọi là về hết các bác ạ. Đấy, bây giờ thì chuẩn bị là bày mâm rồi các bác này. Đấy, ở đây thì sẽ là một số là sẽ ăn ở ngoài luôn các bác này. Đấy, ở đây thì cũng được quét dọn là rất là sạch sẽ rồi. Và hình như là nấu cơm là các cô là đang nấu ở phía bên kia. Thì bây giờ cháu Lực sẽ đi vào và xem các cô nấu cơm hôm nay thì nấu khoảng tầm là bao nhiêu tấn gạo các bác nhá. Đấy, bây giờ thì phải nói là tính bằng tấn không tính bằng cân nữa rồi. Ồ, nó cơm ở đây à? Em cho anh quay một tí được không? Cái bạn này có vẻ như rất là xinh gái này, có anh này. Xinh gái này có lấy chồng chưa? Em sắp lấy chồng. Sắp lấy chồng rồi à? Lúc nào cưới thì nhớ mời nhau nhá. Hôm nay thì nấu bao nhiêu tạ gạo ấy? Em không nói được. Không biết á? Cô đây à? Chị mới biết à? Cô hôm nay nấu bao nhiêu tạ gạo ấy cô? Mình có hát khoảng 9 triệu quả mà, hát khoảng 5 kg. À, hát khoảng 5 đấy ạ. Ừ, xuống cái tạc à. Ồ, là nấu đi 100 cân rồi các bác này. Ừ. Ôi, nhưng mà nấu kiểu này thì một tí là phải hấp lên à? Ừ. Eo tàu văn năng khấn á? Ừ, tàu văn năng. Đây, bây giờ thì sẽ là nấu qua cái chảo này các bác này. Đấy, phải nói là những cái dịp mà ăn cưới ăn hỏi như này thì phải dùng những cái chảo lớn như này thì cô bác này thì mới đủ cái số lượng mà để ăn được cô bác. Chứ bây giờ nếu mà nấu một cái bếp nhỏ này thì không biết là bao giờ thì mới đủ để ăn cô bác. Gạo này rất là thơm cô bác ạ. Gạo này thì là gạo mới luôn cô bác. Gạo mới thì có vẻ còn rất là thơm.
Đấy, bây giờ thì các cô đang nấu cơm thì cháu Bực sẽ không có ghi hình tiếp nữa, đi vào ra kia. Nào ra khẩu tốt chứ nào má. Đấy, hôm nay đi ăn cưới thì phải mặc rất là mới của bác này. Mới nên chiêm vì chứ nào má phần này à? À, cái này thì mới bỏ ra này cô bác này. Đến mùa nào mà chuẩn bị là có nhà nào ăn cưới thì làm luôn một cái bộ luôn. Còn là cái áo này thì chắc làm từ rất là lâu rồi. Lo tấm ạ. Đây. Đây đây là bác mà cũng ở gần nhà cháu Lực luôn đấy cô bác. Bác cũng rất là quý cháu. Đây, hôm nay thì cái hương má tấm á. Đây, bây giờ thì đang bày mâm ở đây. Bày mâm ở đây luôn này em. Bày đây luôn đây ạ. Thế một mâm thì sẽ rơi vào tầm bao nhiêu người? Mâm là 7 người anh ạ. 7 người à? Ở đây là khách ngồi hay là đây gia đình kiểu mình? Anh em làm bếp làm ăn rồi anh ạ. À, có nghĩa cái chỗ này thì khách nhà tí mình để ngồi chỗ uy tín hơn anh ạ. À, thế thì bây giờ là mình bày mâm để anh em trong bếp mình ăn rồi đúng không? Đúng anh. Đấy, anh em trong bếp thì sẽ ăn trước cô bác ạ. Đấy, ở đây thì gia đình cũng đầu tư luôn một cái máy để mà quay thịt nướng này cô bác này. Đấy, có những cái máy này quay thịt thì nó sẽ rất là nhanh cô bác. Máy công nghiệp này hoàn toàn là dùng bằng điện với lại bằng xăng hết cả. Ôi, chả. Đây, ở đây thì nấu xong thì dùng báo che hết lại này cô bác này. Đấy, gia đình cũng có mua cả những cái màng thực phẩm này về để bọc thức ăn đấy cô bác. Đấy, ở đây thì là chả này. Chả này thì đặt về cô bác này. Các anh thanh niên thì cũng có vẻ là có tí đầu bếp với cô bác làm thành một cái bông hoa cũng rất là đẹp. Ô chị ăn à bác? Chung ăn ra. Bài chỉ chua nó. Đấy, đội mấy anh em làm bếp thì sẽ là 6 mâm cho nên là sẽ lấy 6 cái cô bác. Ôi, cơ bếp trưởng nó. Ông bày ra đi. Hãy phải hỏi ý kiến của bếp trưởng đâu bác không thì một tí. Ôi. Đấy, vừa rồi thì cháu Lực có nhìn thấy bóng dáng của chú rể một chút rồi cô bác. Ni bà cái tủ áo ơi. Dắp đâu. Chết mệt tuần mà. Phải tầm chuốc chứ. Thank you.
Chè san tiết cổ thụ ở trên vùng cao này cô bác này. Đấy, mọi cái mặt hàng chúng được gửi cho cô bác thì đều có cái logo của bản em cô bác nhá. Đấy, chè này thì mẹ cháu được tự đi lên trên đồi chè và đi hái về xong là tự sao đó cô bác. Đấy, cháu được cũng rất là mong các bà cô chú anh chị sẽ ủng hộ cái gian hàng thương hiệu nho nhỏ của mình nhé cô bác. Ở đây thì cháu được sẽ gồm có là mật ong rừng này và mật ong khoái và có thêm là mật ong bạc hà cô bác nhé.